Ok, chào các bạn. Nãy đang quay thì hết pin. Ok, nay mình tập trung trả đơn nha. Cái này mạch về nè. Cái này tập cái nào mà đủ đồ á sẽ ưu tiên test nha. Test giao anh. Một cái cái này đang đợi cái dimmer về nha. Anh đợi giùm. Đợi cái dimmer về. Năm cái bộ này nha. Năm bộ này. Đó. Bữa nay mình cũng làm luôn, làm test. Tại vì thực ra cái này thì gắn cái IC thôi chứ không có gì, nên làm nhanh. À, bữa về mấy cái này mà mình quên nha, giới thiệu nè. Cũng là Technic nha, cũng là Technic M2348 đạt 618W ở 75A 775V nha. Nhưng mà nó thêm cái hộp số 13 của Mỹ nữa nha, 13 của Technic, cũng hãng Technic luôn nha. Thêm cái 13. Đó. Ok, cái động cơ thì mình đang bán là 550 nha, 550. Thêm cái hộp số 400 nữa nha, 950. 950. Một bộ này mà thêm cái IC 200K nữa là 1.950 ha. 1.150.000 nha, 1.150.000. Hàng là hàng tháng mấy. Nó có cái pulley rất là đẹp nè. Pulley này 3M nha, rất là đẹp. Bản lớn. Cái bơm này anh khách đặt rồi các bạn. Để mình đi bãi lấy thêm. Bữa nay đặt, gọi điện đặt à, chứ không có đi bãi. Một chút nữa anh khách anh chủ bãi chứ. Anh gửi thêm 20 cái tủ. Chứ cái bơm này thì để bữa nào mình đi mình lựa các bạn. Bơm này thì đang có một vấn đề nha, mình cũng không có giấu các bạn. Đang một vấn đề là cổng dây zin này bị cắt thì vấn đề rất là lớn. Cái vấn đề là cái bơm nó bơm zin chạy ok thì không có nói nha. Cái vấn đề là phải thay được cái này để làm gì. Nó là một nhân tố chống nước nha các bạn, cho dù bạn nối đấu cỡ nào nhưng mà không chống nước tốt thì cũng rất là nguy hiểm các bạn. Tại bơm chìm mà mình thả dưới nước mà đó. Còn khách nào mà bơm nước cỡ này á, sắp á, dù như nước chừng gan thì thoải mái nha, không sao nha. Còn mà nước cỡ này thì mình phải hoặc là kiếm cái ống nha, mình chi keo xong mình lồng sát vô đây luôn, lồng sát vô đây à, nhưng mà túm lại là mình phải tìm mua cái loại này à, giá là 1.150.000 nha. Thì khách nào chuyển khoản thì mình bao ship. Còn vấn đề mà thêm cái dây này á thì khoảng 200 nữa nha, mình ước tính thôi nha. Đó, dây zin dài khoảng 4-5 mét á. Đó, các bạn thả xuống chạy rất là ngon. Bao zin hàng cha băng, hàng cha băng 220, hàng này hàng xuất ngoại các bạn, chứ nội địa nó không có xài 220. Cha băng Tsurumi bao zin chưa qua sửa chữa, chạy êm, bao xài. Nhưng mà vấn đề này đang khách nào làm được thì lấy về nha. 1.150.000 à, chuyển khoản hết thì bao ship. Ok. Lưu vô. Ok. Hai bộ này thì mình sẽ làm gấp. Bây giờ ngồi làm luôn các bạn, bữa nay mình không có đi bãi. Và thấy cái này hay nè. Ở bên bãi cũng còn cái nữa, không biết cái gì. Lắc cấp điện test thử các bạn coi nha. Nghĩa là cái bơm thì mình đi lấy luôn. Hàng của Nhật, hàng của Mỹ chứ, USA nha. Chắc là cái bơm các bạn, tại vì đầu vô đầu ra nè. Có dây cấp nữa nè. Hàng USA nha. Control E. Control E thì nếu mà tiếng Anh thì nó là bộ điều khiển khí, không phải là bơm. Nhưng mà để coi, lát mình chạy đi mua cái ni lông á, ni lông về mình quấn, mình gói. Hôm qua mình gói bằng giấy, một cái mình gói hơn nửa tiếng các bạn, ngồi phải bẻ góc, phải gói đủ thứ hết. Còn giấy á, về mình cũng quấn nha, mình quay vậy nè, quấn cái là xong, quấn dày lên để cho nó, cho dù nó cọ đi nữa nó không có bị chảy xước bên trong. Mà thực sự cái này là nhôm rất là cứng luôn á. Các bạn biết mình bên bãi họ để trồng lên nha, nhưng mà chẳng ăn thua.
chả ăn thua. Bánh xe đôi nha. Cái này có một anh khách ở Hà Nội lấy hai cái đi, chia sẻ rất là hay các bạn. Ảnh cũng dân đồ chế á, ảnh bỏ hết vô. Đó, rồi ảnh đưa vô thang máy á, nhà ảnh có thang máy, đưa vô, đưa lên đưa xuống. Giống như một cái tủ đồ nghề đi theo mình vậy đó. Có 1 triệu mấy thôi mà nên cái tủ đồ nghề đi theo rất là, cái này xài 20 năm 30 năm nữa chưa hỏng nha. Nha. Chưa hỏng. Tủ thì đủ 4 khay như vậy thôi nha. Tại vì mất khay hết rồi, mình phải xe khay ra. Đó. Chứ bây giờ muốn, thật ra nó mình cũng không rõ bao nhiêu khay nữa. Nhưng mà 4 khay thì rất hợp lý. Tại vì có không gian để mình thò tay vào. Chứ sát cậy như vậy thì các bạn không có thò tay vào được thì cũng khó nha. Ok. Rất là dày nha. Có khóa rất là xịn. Khóa lại cứng ngắc. Đó, khóa lại. À. Bánh xe thì cũng rất là trơn. Đặc biệt là nó có cái thắng nè. Mình yêu cầu phải lựa đủ thắng hết cho mình nè. Nó thắng lại nè, cứng ngắc ha. Không di chuyển. Ha. Mở thắng nè. Đó, xong. Xoay 360 độ. Bạn thấy. Ha. Ok, giá 1.950.000 ha. 1.950.000 không bao gồm phí ship. Giá đó là giá đủ khay nha. Khay lớn thì 4 khay. Khay nhỏ thì 1 2 3 4 5 6 khay. Khay nhỏ thì 6 khay. Ok. Mình đi vòng nha. Hồi nãy giờ mình dọn vào đây nè. Chất lên được hai dãy. Lát về 20 cái nữa phải chất thêm vô. Đó. Để dành bán các bạn. Cái chút chứ giờ buôn bán mà. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.